xem cả bóng đá ngay. Daring đồ 360 Boutique về liền tay. 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam chất lượng trên Lazada Mall. Chi tiết ở phần sau video nha. Những lá thăm mê rủi tại lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League đã đưa đội bóng nhà giàu PSG chạm trán với hùng xám hùng mạnh Bayern Munich. Giấc mơ vô địch châu Âu của những ông chủ Qatar một lần nữa bị đe dọa vì sau hơn một thập kỷ, họ đầu tư hàng tỷ euro nhằm nâng cấp đội bóng. PSG vẫn chưa thể rũ bỏ hình ảnh khung nhà dài chờ, chỉ giỏi bắt nạt các đội bóng tại Lyon nhưng chưa bao giờ có thể làm khó như ông lớn tại Champions League. Hơn thế nữa, mối thâm thù của tam tấu Messi, Neymar, Mbappe được nhiều người quan tâm nhất lúc bấy giờ. Cả ba đã chịu quá nhiều tổn thương từ chính Bayern Munich trong quá khứ. Về Messi và Barcelona, họ cùng phải nhận thất bại 2-8 trước Bayern. Năm đó, họ đã thâu tóm danh hiệu vô địch và PSG của Neymar và Mbappe đã bị hạ gục trong trận chung kết khi chỉ còn cách chiếc cúp một bước chân. Cú sẩy chân năm đó khiến PSG vẫn chưa thêm một lần tìm được đường vào chơi trận chung kết Champions League một lần nữa. Bayern là lá thăm tệ nhất của PSG. Đứng nhì bảng H, đồng nghĩa PSG có nguy cơ gặp những đội đầu bảng như Bayern Munich, Real Madrid, Man City, Chelsea ở vòng 1/8. Máy tính thống kê cho thấy PSG có tới sấp xỉ 20% khả năng gặp Bayern, cao nhất trong số các đối thủ còn lại. Đây là lá thăm không mong muốn của đội bóng nước Pháp, bởi Bayern Munich không chỉ mạnh mà còn là biểu tượng của trường phái bóng đá, đề cao tính khoa học và tinh thần tập thể, yếu tố mà PSG đã chi rất nhiều tiền nhưng vẫn chưa thể mua được. PSG và Bayern mang hai hình ảnh khá tương phản. PSG được xây dựng bằng giác độ kim tiền, tức chi thật nhiều tiền để mang về những ngôi sao và lắp vào một đội hình mang thương hiệu tầm cỡ. Cuối cùng thì tâm tấu M&M cũng đã được lắp đặt vào và thay nhau tìm kiếm những bàn thắng. PSG là tập thể của những cá nhân vàng, chứ không phải là một tập thể vàng, vốn là công thức phổ biến của các đội bóng vươn tới đỉnh cao tại châu Âu. Trong khi ở chiều ngược lại, Bayern Munich minh chứng rõ ràng nhất cho cách làm bóng đá hiện đại và khoa học của người Đức. Bayern có lúc thịnh lúc suy, nhưng luôn duy trì phong cách xây dựng đội bóng nhất quán, đó là đề cao tinh thần đồng đội và lối chơi rất đồng đều từ cả các tuyến. Bayern đã chia tay ngôi nổ chủ lực của họ là Lewandowski, nhưng Julian Nagelsmann thừa nhận điều này chỉ khiến cho Bayern đa dạng và khó lường hơn. Jamal Musiala, Eric Choupo-Moting và Sadio Mane đều đã ghi 5 bàn trở lên tại Bundesliga mùa này. Bayern mùa này là đội bóng duy nhất toàn thắng 6 trận ở vòng bảng. Họ ghi đến 18 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần trong các cuộc đối đầu với Barcelona và Inter. Tại Bundesliga, Bayern đã ghi được 41 bàn sau 13 trận đấu. Trung bình họ ghi hơn 3 bàn một trận, bằng 2 đội xếp sau cộng lại. Ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất, Bayern Munich cũng luôn duy trì được tinh thần Đức. Còn khi ở đỉnh cao, Bayern luôn đủ sức càng quét mọi chướng ngại. Tiêu biểu là hai chiếc vô địch Champions League vào các năm 2013 và 2020. Một đội bóng chơi với tinh thần tập thể luôn có sức mạnh khắc chế như câu lạc bộ chỉ đơn thuần sở hữu những cái tôi rời rạc. Messi có lẽ là người hiểu rõ điều này nhất. Mùa 2019-2020, Barcelona với ngôi sao cô đơn Messi đã thua tan tác 2-8 trước Bayern ở tứ kết. Trong một trận đấu mà đội bóng nước Đức áp đảo bằng mọi hỏa lực khủng khiếp trên khắp mặt sân, một Bayern giỏi kiểm soát bóng, kiểm soát cả không gian và pressing với sự đồng đều đáng nể từ cự ly đội hình đã đè bẹp Barcelona, vốn không có nhiều phương án chơi bóng ngoài việc cứ dồn bóng cho Messi. Chúng tôi đã rơi xuống đáy, cần có những thay đổi để trở lại, Pique đã thừa nhận sau trận thua thảm tại sân vận động Ánh Sáng. Đó là cái giá phải trả cho những chính sách thể thao sai lầm bắt đầu từ cựu chủ tịch Bartomeu. Barcelona sai lầm lớn trong khâu chuyển nhượng và quản lý sau khi bán Neymar vào năm 2017. Sau đó họ bấn loạn và mua cầu thủ vô tội vạ, không hợp lý. Và với Messi, anh vẫn còn nhớ mãi về cái đêm định mệnh đó. Tiền đạo người Argentina đã tỏ ra nguy hiểm khi có bóng, nhưng không đóng góp gì nhiều trên mặt trận tấn công. Một ngày thi đấu đáng quên của đội trưởng Barca. Trận thua đã khiến Messi nói riêng và Barca nói chung để lại dư chấn đến tận ngày nay. Barcelona cũng đã bị Bayern Munich đẩy xuống sân chơi Europa League một cách đầy cay đắng mùa này, và không biết bao giờ thì họ mới tìm lại được hào quang xưa. Và cũng chính trên đường đua đến ngôi vị cao nhất của Champions League 2020, trong trận chung kết, Bayern Munich đánh bại chính PSG. Đội bóng khi ấy đang bay trên đôi cánh ngẫu hứng của Neymar và Mbappe. Thất bại đã khiến Mbappe lẫn PSG không thể mang chiếc cúp Champions League đầu tiên về phòng truyền thống. Điều này đã khiến PSG phục thù Bayern Munich một năm sau đó, nhưng nó là vô nghĩa. Sau buổi lễ bốc thăm, trong khi tập thể Bayern Munich tỏ ra khá thoải mái, theo Julian Nagelsmann, việc xuống thứ hai ở trận đấu cuối cùng vòng bảng cũng không có nghĩa là PSG yếu đi.
ông cho biết thêm. Họ có nhiều cầu thủ đẳng cấp giống như Bayern, nhưng đây là Champions League, nên việc không có đối thủ dễ chơi ở vòng 16 đội là chuyện bình thường. CEO Oliver Kahn bông đùa rằng Riga Perry đã là định mệnh và đánh giá rất cao chất lượng đội hình hiện tại của đại diện Lyon. Perry họ có đội hình rất cân bằng giữa công, tiền vệ và thủ. Họ là những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, giàu kinh nghiệm, nhưng chúng tôi cũng vậy. Đây là cuộc đấu giữa hai đội bóng hàng đầu châu Âu và tôi tin chắc rằng phía trước sẽ là hai lượt trận rất căng thẳng và hấp dẫn. PSG đặt nặng tính quan trọng của hai lượt trận Champions League trước mắt khi mà những lá thăm đã soi đường cho tầm tổng Messi, Neymar, Mbappe đến với đối thủ mà cả ba đều đang rất muốn rửa hận. Messi và Neymar tái hợp một lần nữa cùng với đó là Kylian Mbappe với mục tiêu hướng về chức vô địch Champions League. Tam tấu M&M sẽ cần phát huy hết tố chất siêu sao của họ để mong có thể hóa giải được một Bayern Munich đang quá ổn định. 360 Botic là thương hiệu thời trang mà bạn không thể không ghé qua. Nhân dịp ra mắt bộ sưu tập mới, 360 Botic dành tặng cho những anh em mê bóng thân thương những chiếc quần Âu chuẩn form, chất xịn, vải mịn chỉ với 199k. Một cơ hội để anh em trải nghiệm những sản phẩm chất lượng cao mà giá thì lại vô cùng hợp lý, chỉ 199k. Anh em đã có thể sở hữu được chiếc quần Âu với chất vải cô tông lạnh mềm mịn không chỉ thừa, có cúc ẩn vô cùng tinh tế, mang lại sự thanh lịch và trẻ trung. Cùng với đó, kiểu dáng slim crop trẻ trung. Chắc chắn, đây sẽ là bí kíp giúp anh em trở nên đẹp trai, lịch lãm trong mắt của crush. Còn lúc nhận hàng mà không như lời cảm nói, thì anh em cứ đánh giá một sao. Còn chần chờ gì nữa, ghé ngay gian hàng Lazada Mall để rình ngay em quần Âu 199k hot nhất gian hàng 360 Botic với giá thường ngày hơn 300k và những sản phẩm xịn sò khác. Do đó, chỉ có 199k thôi. Nhanh, mang về tủ đồ của anh em nha. Bộ ba nguyên tử PSG chung tay phục hận. Champions League vốn ẩn chứa nhiều bất ngờ, nơi quy luật mạnh được yếu thua đôi khi vô giá trị. Bayern mạnh hơn PSG trên lý thuyết, song đội bóng đến từ Pháp có thể lật ngược thế cờ nếu tận dụng tốt khoảnh khắc sơ hở của đối thủ. Để chạm tay vào được giấc mơ C1, PSG chỉ còn một con đường duy nhất, đó là đánh bại những đội bóng mạnh nhất. Không cần chơi hay hơn, nhưng nếu mắc ít sai lầm hơn, giữ được tinh thần ở những khúc cua hiểm nghèo và tận dụng được những khoảnh khắc ngôi sao, PSG sẽ đủ sức lật đổ Bayern. Đây là cơ hội để tam tấu M&M ôn lại những mối hận trong quá khứ và cùng nhau hợp sức để hạ gục Hồng Sám. Trên thực tế, bộ ba này là hàng tấn công đáng mơ ước của bất kỳ huấn luyện viên nào. Messi, Neymar, Mbappe đều có khả năng đưa bóng vào vòng cấm một cách xuất sắc. Cả ba người họ đều có thể kiến tạo lẫn ghi bàn. Tốc độ, khả năng đi bóng, tạo cơ hội và quan trọng nhất là dứt điểm, tất cả đều hoàn hảo ở ba chân sút này. Kylian Mbappe cũng là cầu thủ đặt dấu giày vào nhiều bàn thắng nhất tại vòng bảng Champions League với 10 bàn, bao gồm trực tiếp ghi 7 bàn và có 3 kiến tạo. Bộ ba Messi, Neymar và Mbappe đã trực tiếp đặt dấu giày vào 23 bàn thắng. Ngoài Mbappe, Messi đã ghi 4 bàn và có 4 kiến tạo, Neymar thì có 2 bàn và 3 kiến tạo. Mối quan hệ giữa Neymar và Mbappe ngày càng hàn gắn, cả hai đã ôm nhau ăn mừng bàn thắng trong trận đấu mới đây tại Lyon. Neymar luôn là người giữ nhịp trên hàng công, anh khuấy đảo hàng phòng ngự đội bạn và mở ra khoảng trống để Mbappe thoát xuống. Có thể nói, có tam tấu M&M trên sân, PSG mùa này không ngán ngại bất kỳ ai. Đây là lúc mà Messi cần thể hiện giá trị. Huyền thoại người Argentina đã có một mùa giải thăng hoa với 12 bàn thắng và 14 kiến tạo. Anh chính là nguồn cảm hứng của PSG, đồng thời là bệ phóng cho Mbappe và Neymar. Nhưng PSG mang Messi về không phải để vô địch Lyon, mà họ cần Champions League, nơi giá trị của Messi chỉ được thể hiện trong những trận cầu lớn. Trước một hệ thống đậm chất Đức, Messi cần nhiều hơn một khoảnh khắc thiên tài để ghi dấu ấn. Trong buổi hoàng hôn của sự nghiệp, có lẽ huyền thoại người Argentina sẽ chơi hết khả năng của mình để cất lên vũ khúc cuối tại Champions League. Gặp đối thủ hùng mạnh đến từ Đức tại vòng 1/8 là một cửa ải khó khăn, thậm chí có phần nghiệt ngã với PSG. Nhưng hãy nhìn cách mà Real Madrid đánh bại nhiều đội bóng cứng cựa như PSG, Chelsea hay Man City, Liverpool để vô địch mùa trước. Đã muốn xưng vương tại Champions League, mỗi đối thủ đều như nhau. Cuộc so tài với Bayern do đó chính là cơ hội để tam tấu M&M và PSG thể hiện quyết tâm và sự tinh hoa của mình. Tất nhiên, từ giờ cho đến lúc vòng 16 đội Champions League khởi tranh còn rất lâu, phong độ cũng như lực lượng của cả hai cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, đặc biệt là sau World Cup 2022. Không ai có thể xem thường PSG lẫn Bayern vào lúc này. Vì vậy, đây là một màn long tranh hổ đấu mà ngay bây giờ chúng ta khó phân định được đâu sẽ là độ chắc chắn có được chiến thắng.
xem cả bóng đá ngay. Derindo 360 Boutique về liền tay. 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam chất lượng trên Lazada Mall. Chi tiết ở phần sau video nha.